Thưa quý vị, thưa các bạn, với định hướng đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt trên 500.000 mét khối, hình thành vùng trồng rừng gỗ lớn với diện tích trên 40.000 hectare, đưa tỷ lệ gỗ sẻ từ 25 đến 30% hiện nay lên đến 60% vào năm 2025. Yên Bái cũng phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2025. Kinh tế lâm nghiệp Yên Bái đang ngày một phát triển theo hướng bền vững, tiếp cận theo định hướng giá trị và sản phẩm là tác nhân quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành gỗ và lâm sản ngoài gỗ, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, đạt hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 500 cơ sở chế biến giấy với sản lượng hàng năm đối với ván ghép thanh xuất khẩu đạt trên 3.500 mét khối, gỗ sở thanh, bao bì đạt trên 50.000 mét khối một năm, đũa gỗ đạt gần 1 tỷ đôi một năm, giấy đế đạt trên 20.000 tấn, giấy vàng mã đạt trên 10.000 tấn. Các sản phẩm được tiêu thụ tốt trong nước và xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững, tức là chứng chỉ FSC, thì phấn đấu đến 2025 thì trên 100.000 ha rừng được cấp cái chứng chỉ này. Thì trong những năm qua thì cái sản phẩm gỗ từ gỗ rừng trồng của Yên Bái cũng đã được quan tâm các doanh nghiệp đầu tư rồi liên kết đầu tư để phát triển ra những cái sản phẩm có chất lượng cao. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì cái sản phẩm gỗ ván ép thì chúng tôi đang tiêu thụ trong cái thị trường nội địa, cũng đây là một cái giải pháp cũng tương đối là lớn, bởi vì cái thị trường Việt Nam cũng rất là lớn. Chúng tôi cũng đã bán cho các doanh nghiệp để sản xuất những cái đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ hàng văn phòng, bán cho các thị trường ở Hà Nội và Bình Dương để sản xuất những cái đồ nội thất. Song song hai cái đối tượng này thì chúng tôi vừa xúc tiến hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu. Một cái nền kinh tế của đất nước chúng ta và đang phát triển rất cần nhiều, rất nhiều đến cái nguyên vật liệu và xây dựng, nhất là về gỗ, về ván ghép thanh. Thì hiện nay mà nói thì doanh nghiệp cũng rất chú trọng là cho hàng xuất khẩu, nhưng cũng khoảng 50% là chú trọng cho hàng nội địa, cung cấp cho các vùng như Hà Nội, đấy, Hải Phòng và các tỉnh, các thành phố phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Đấy. Thì với cái doanh số này thì chiếm khoảng gần một nửa. Nâng cao chất lượng giá trị rừng trồng bằng cách thực hiện trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững FSC là cách đi đúng đang được nhân rộng ra toàn tỉnh. Đến nay, tỉnh có hơn 12.000 hecta rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng FSC, phấn đấu khoảng 4 năm tới sẽ có khoảng 100.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ. Đến nay, tỉnh đã xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, giúp các hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý FSC. Theo đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình cá nhân trồng rừng theo FSC có sử dụng các giống tiến bộ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được các cơ quan chức năng công nhận sẽ được hỗ trợ chi phí mua cây giống. Trên thực tế là doanh nghiệp chế biến gỗ, mà với cái ưu thế của doanh nghiệp ở của cái đất nước Việt Nam chúng ta là rất thuận lợi về thời tiết đấy, mà nhất là gỗ rừng trồng phát triển rất là tốt, đấy là một cái thuận lợi cơ bản của các doanh nghiệp chế biến gỗ đấy. Cái thứ hai là cái phần các doanh nghiệp muốn phát triển được thì phải có những chứng chỉ rất quan trọng. Các cái chứng chỉ, không nói vậy là chứng chỉ nhưng mà nó là những cái đòi hỏi bắt buộc, đó là COC và FSC. Đối với các sản phẩm được chế biến từ gỗ thì chứng nhận FSC là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cho nhà sản xuất và người dùng truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Chứng chỉ rừng FSC giúp hiệu quả kinh doanh của công ty được phát triển hơn và mở rộng hơn nữa các thị trường kinh doanh ra nước ngoài, có thêm nền tảng khách hàng đa dạng, tạo doanh thu cao hơn. Định hướng của công ty sẽ phát triển mạnh hơn, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm gỗ trong nước và ngoài nước, sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp. Tỉnh Yên Bái xác định việc xây dựng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Trung Du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ đưa Yên Bái trở thành một trong ba khu công nghệ cao của cả nước theo đúng chủ trương của chính phủ. Khu công nghệ cao được hình thành sẽ nâng cao tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp của Yên Bái và các tỉnh trong khu vực, đồng thời xây dựng được thương hiệu ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ toàn khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Tỉnh, rồi ngành công thương
cũng có rất là nhiều cái giải pháp để hỗ trợ, và cũng như là sự nguồn kinh phí các của từ trung ương cho đến tỉnh tập trung vào hai cái việc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, đó là cái nguồn khuyến công. Nguồn khuyến công thì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị mới tiên tiến hiện đại để sản xuất ra cái sản phẩm nó chất lượng, đảm bảo được cái yêu cầu thị trường trong cái việc xuất khẩu cũng như là trong cái việc sử dụng rộng rãi trong nước. Thứ hai là cái việc xúc tiến thương mại. Thì xúc tiến thương mại thì những năm gần đây việc hoạt động xúc tiến thương mại cũng đã rất là phát triển, và đưa các doanh nghiệp mà sản xuất chế biến gỗ tiếp cận được với thị trường, trực tiếp tiếp cận với thị trường nước ngoài. Đó đưa các doanh nghiệp đi các thị trường, ví dụ như Hàn Quốc, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như Trung Quốc, để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp. Bái đang phấn đấu là các sản phẩm gỗ rừng trồng phải đi đến là sản phẩm cuối cùng. Bây giờ cũng đã có nhưng nó chưa được nhiều và vẫn đang là bán thành phẩm và là nguyên liệu cho các cái thành phẩm khác cho các nước. Giá trị rừng đã và đang được nâng cao, cải thiện đáng kể đời sống cũng như nhận thức cho người trồng rừng. Diện tích rừng trồng thâm canh chất lượng cao, rừng được cấp chứng chỉ sẽ dần thay thế các diện tích rừng trồng hiện nay, năng suất sẽ tăng khoảng 30% so với phương thức trồng rừng truyền thống. Giá bán gỗ nguyên liệu được cấp chứng chỉ rừng tăng từ 15 đến 20%, thu nhập người trồng rừng sẽ tăng lên. Vì vậy, cần đẩy mạnh xây dựng, phát triển rừng trồng theo hướng quản lý rừng bền vững để nâng cao giá trị gỗ khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy và có cơ chế khuyến khích việc hình thành các doanh nghiệp tham gia đầu tư chế biến lâm sản quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiêu thụ nhiều nguyên liệu, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Các doanh nghiệp phải là trung tâm liên kết chuỗi sản xuất đối với từng sản phẩm chủ lực, nhất là sản phẩm xuất khẩu.